Fan của sầu riêng hả? Đa điều thú vị về sầu riêng từ nhà vườn mà có thể bạn chưa biết đâu nhé. Đây là gõ sầu, gõ để biết tuổi của sầu, độ tuổi là cắt. Gõ sầu là một nghệ thuật và người gõ được sầu là một nghệ sĩ đó. Để gõ được sầu, người ta phải trải qua rất nhiều thăng trầm đấy nha. Chỉ là thao tác gõ cán dao đơn giản thôi, nhưng mà nhận ra sự khác biệt giữa các âm thanh lại cực kỳ khó. Chỉ cần sơ hở một chút, dính phải sầu non là toang ngay. Nhiều khi có thể vỡ nợ luôn đó. Hầu hết sầu riêng bạn mua là sầu riêng được cắt già, còn chín tự nhiên, tự rụng, đặc ân của nhà vườn ha. Đây, giấy sầu rụng nha. Bà con hay nói đùa, nghe cái bục là có tiền. Sầu riêng tự rụng sẽ đạt được độ chín ngọt, hương thơm một cách tự nhiên, quyến luyến cả lòng người. Sầu riêng có rất nhiều loại nha. Có thể bạn chưa biết sầu riêng có rất nhiều dòng khác nhau, khác từ mùi hương, độ ngọt béo, màu sắc đến giá cả, từ tiền chục đến tiền trăm và gần cả tiền triệu cũng có. Ngoài riêng sáu và thái khá phổ biến, còn có sầu riêng trùng bò, khổ qua, chín hóa, mô san kinh, sầu hột, nhiều lắm. Đa phần mọi người sẽ thích sầu cơm vàng, hạt lép, muối to, ú nụ. Còn nhà vườn thì sao? Lạ một điều, họ dân trồng sầu 10 người thì 7-8 người đều sẽ ưng giống sầu quê. Cơm sầu lại mỏng tanh đến mức mút cái hết luôn, nhưng mà vị thì khó lòng quên được. Thơm béo đậm đà không bị ngán, một người có thể ăn vài cân lận á. Một giống cổ có từ bao đời, ăn xong vứt hạt lại lên thành cây. Bà con gọi đây là sầu riêng trời cho. Có quả cơm vàng, có quả hạt lép, có quả cơm nhão. Nhưng mà đã là trời cho thì cứ an nhiên đón nhận thôi. Bạn thử bao giờ chưa? Sầu hột nha. Có điều gì hay về sầu riêng nữa, kể Hana nghe với nhé.